Tình Vancouver, một người đàn ông bị đánh vào đầu bằng búa bởi người lạ khi xếp hàng tại cửa hàng tạp hóa Metro Vancouver. Cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công ngẫu hứng thình lình bằng búa vào sáng hôm thứ Sáu vừa qua. Một người đàn ông cư dân Burnaby 60 tuổi khai rằng trước 8 giờ sáng, trong khi ông đang đứng xếp hàng tại hai gây Save on Foods trên đường Kingsway thì một người lạ thình lình đến sau lưng ông và đánh vào sau đầu ông bằng một cây búa. Nạn nhân cho biết lúc ấy có khoảng 20 người xếp hàng từ phía sau trung tâm thương mại đến cửa tiệm Highgate. Ông không muốn cho tên ông đăng lên báo. Ông nói, tôi chỉ đứng đó xếp hàng là người thứ ba chờ để được cho phép vào trong tiệm và tôi nghe thấy ai đó hô. Wow, phía sau tôi, và điều diễn ra kế tiếp, bạn biết không, một anh chàng người da đen khoảng 20 tuổi, cao khoảng 6 feet, đánh vào đầu tôi bằng một cây búa. Kẻ tấn công bị cáo buộc đã bỏ chạy và nạn nhân nói rằng ông đã đuổi theo hắn một khoảng thời gian ngắn nhưng không thể bắt được hắn. Khi cảnh sát đến hiện trường, nạn nhân nói vết thương sau đầu của ông ta bị chảy máu nhiều và phải mất 6 mũi khâu để mai kính lại. Nạn nhân kể, tánh tôi cẩn thận hay canh chừng để ý người khác. Nhưng mới sáng sớm, tôi thật sự đâu có ngờ rằng ai đó lại nhào đến tấn công tôi. Đồn cảnh sát RCMP ở Burnaby đã tiến hành tuần tra trong khu vực nhưng chưa thể xác định được vị trí của hung thủ. Cảnh sát cho biết đang điều tra về sự việc này. Theo mô tả hình dạng, hung thủ mặc đồ đen và đội mũ lưỡi trai đeo kính râm và đeo khăn rằn che mặt. Cảnh sát nhắn bất cứ ai có thông tin về sự việc này đều được yêu cầu nên gọi cho Burnaby RCMP theo số 604-646-999. 604-646-999 Nếu người nào gọi báo cho cảnh sát mà muốn giấu tên, họ có thể liên lạc với mạng lưới tư nhân quốc tế ngăn chặn tội phạm. Crime Stoppers ở số 1 800 222 tips 1 222. tips hoặc tại địa chỉ trang mạng www.socrime.ca www.socrime.ca Translink mất 75 triệu đô la mỗi tháng, đang kiếm thêm nguồn tài trợ khẩn cấp. TransLink đang mất 75 triệu đô la mỗi tháng và phải đối mặt với việc hủy bỏ toàn bộ các tuyến lộ trình và giảm mức dịch vụ trên tất cả các phương thức vận chuyển nếu nó không nhận được một số tiền tài trợ khẩn cấp từ các chính phủ cao hơn. Giám đốc điều hành của TransLink, Kelvin Desmond, mô tả tình huống này là nghiêm trọng Ông tiên đoán, nếu không có một dòng tiền cứu trợ để ổn định mạng lưới giao thông khu vực, thời gian hành khách chờ đợi chuyến xe sẽ lâu hơn và các chuyến xe sẽ đông người và chật chội hơn. Trong một bản tin phát hành sáng hôm thứ Ba, ngày 14 tây tháng 4, ông Desmond nói, Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể để duy trì các dịch vụ thiết yếu cho những người lao động cần phương tiện di chuyển để đến nơi làm việc của họ, nhưng chúng tôi đang mất 75 triệu đô la mỗi tháng. Trên quỹ đạo hiện tại của chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với các vấn đề dòng tiền còn lại sẽ cạn trong vài tuần nữa. Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu leo thang ở BC, chính quyền tỉnh bang coi Translink là một dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 3, Doanh thu hoạt động của cơ quan này đã bị cắt giảm một nửa vì lượng khách đi xe giảm và doanh thu thuế nhiên liệu giảm. Giá vé trên hệ thống xe buýt cũng bị hủy để khuyến khích hành khách và thúc đẩy khoảng cách vật lý. Translink cho biết cần có kinh phí khẩn cấp để bảo đảm mức độ hợp lý của dịch vụ thiết yếu có thể được duy trì trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu về khoảng cách vật lý an toàn. Bản phát hành viết, việc tài trợ cũng sẽ giúp chuyển đổi nhanh chóng sang dịch vụ đầy đủ nếu và khi giai đoạn phục hồi kinh tế bắt đầu trở lại trong khu vực và trên toàn tỉnh bang. Bản phát hành cũng gồm có ý kiến bình luận của thị trưởng News Westminster Jonathan Cote người đóng vai trò kiêm chủ tịch của Hội đồng Thị trưởng về Giao thông Vận tải khu vực. Ông Cote nói, Chúng tôi cần một gói ngân khoản tài trợ khẩn cấp từ chính quyền tỉnh bang hoặc liên bang. Nếu không, các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy cho hơn 75.000 người sẽ bị mắc kẹt. Ông lưu ý các nhân viên chăm sóc y tế, các nhân viên chăm sóc trẻ em và các nhân viên ngành dịch vụ phụ thuộc vào phương tiện chuyên chở công cộng để đi làm. Ông nói: "Hệ thống vận chuyển của chúng tôi cũng sẽ rất quan trọng trong giai đoạn phục hồi Covid-19 và chúng tôi phải bảo đảm rằng nó có thể nhanh chóng chuyển trở lại công suất dịch vụ đầy đủ khi mọi người bắt đầu làm việc trở lại." Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Translink đã giảm 15 đến 20% dịch vụ xe buýt và thu nhỏ lại trên dịch vụ Skytrain, Seabus và West Coast Express sức chứa chỗ ngồi đã giảm trên xe bus để thúc đẩy khoảng cách vật lý áp dụng mới là hành khách chỉ được lên xe bằng cửa phía sau với việc đình chỉ thu tiền vé để bảo vệ tài xế xe bus khỏi bị lây nhiễm virus việc tăng giá vé theo lịch trình đã được hoãn lại TransLink cũng tăng cường việc tẩy trùng làm sạch và vệ sinh cho toàn bộ hệ thống vận chuyển. Số liệu về tỷ lệ hành khách dùng TransLink được công bố vào ngày 19 tháng 3 cho thấy sự sụt giảm trên toàn hệ thống bao gồm sự giảm 52% trong ngày 17 tháng 3 so với cùng ngày năm ngoái. Cùng ngày hôm đó, tức là ngày Thánh Patrick, tổng số lượt dùng tuyến Canada Line giảm 59% so với cùng ngày năm trước. Tranh nhau nhận thuốc khử trùng miễn phí đưa đến xô xác. Cảnh sát đã được gọi tới nhà máy nấu rượu sau khi hàng trăm xe hơi xếp hàng để được phát miễn phí. Thuốc khử trùng tai dẫn đến tranh giành xô xác. Một vụ phát quà miễn phí thuốc khử trùng tai ở Kelowna, BC đã phải ngừng hoạt động vào cuối tuần vừa rồi khi các vụ xô xát đã nổ ra, cảnh sát được gọi đến để giải tỏa một vụ kẹt xe lớn. Nhà sản xuất rượu Vodka Forbidden Spirit Distilling Corporation đã tổ chức ngày thứ bảy vệ sinh đầu tiên vào cuối tuần rồi, một sự kiện drive-through khi tài xế chỉ cần lái xe đi ngang qua và được cung cấp tới 4 lít nước rửa tay miễn phí cho bất kỳ ai mang theo thùng đựng riêng. Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu, sự kiện này đã trở thành nạn nhân của sự thành công của chính nó. Keluna ACMB xác nhận họ đã được gọi đến địa điểm khoảng vừa sau 2 giờ chiều do có khiếu nại kẹt giao thông. Khi họ đến nơi, các nhân viên cảnh sát tìm thấy hàng trăm xe từ từ lăn bánh trên đường đất vùng quê, xếp hàng chờ để nhận free 4 đích chất khử trùng. Sự kiện này đã làm tắc nghẽn lưu thông, cảnh sát ra lệnh vụ phát quà miễn phí phải hủy bỏ. Blair Wilson, đồng sáng lập và chủ tịch của lò rượu Forbidden Spirits, cho biết một số người lái xe ăn gian, không chịu sắp hàng và chen lên phía trước để mong còn kịp nhận được 4 lít vì lò rượu chỉ làm ra 2.000 lít để phát. Ông Wilson kể, tôi được thông báo rằng có cả ngàn chiếc xe kéo tới và làm tắc nghẽn các ngã tư giao lộ. Các bài đăng trên Instagram và Facebook còn cho biết có vụ đánh nhau công khai. Wilson cho biết khoảng 1.600 lít chất khử trùng đã được phát ra trước khi sự kiện này bị bắt phải ngừng. Ethanol là một sản phẩm của quá trình chân cất rượu và cũng là thành phần chính trong chất khử trùng tai. Ông Wilson cho biết lò rượu của ông sẽ thử lại sự kiện vào thứ Bảy tới với một hệ thống đánh số để cố gắng kiểm soát lưu lượng xe. Chúng tôi có rất nhiều ethanol, chúng tôi cũng có thể chia sẻ và trao nó cho cộng đồng. Trong khi chờ đợi, công ty Forbidden Spirits sẽ giao thuốc khử trùng tay cho các nhà chăm sóc dài hạn và bệnh viện gần đó.